mà để kiện thôi chứ đâu có ngồi được. Thank you. Ê, ở đây gọi được 3 nước lẩu. Ừ. Ừ. Tôi có mày dễ không? Ăn này không? Cũng được. Chắc ăn thịt thôi quá. Ủa chạy cưa 2 đồng là sao, là muốn lấy nhiêu lấy hả? Ở đây, giống như ở bên kia, chỗ bữa ăn như vậy á, lấy sốt là tính hả? Lấy sốt là tính thêm 1 đồng. Tao nghĩ là không nên. Mày đừng có quậy, mày múc từ dưới đáy lên. Có hết rồi. Kêu lấy mới nè. Đây. Sao mày lại mày lấy trái cây tính thêm tiền nữa, cười ỉa. À nãy nói free mà. Ai nói free? Không đó. Yeah. Được chưa? Trời ơi, làm như là thờ ơi thầy. Thêm miếng ớt. Có ớt xay bên kia đó kìa, lấy không? Cô bác, để chừng ủi đầu bác vậy. Lấy hả? Ok, đi. Quay lại lấy sức. Sau đó bụng của mình o bằng. Mấy lâu rồi bỏ bên này. Bên nào? Mấy lâu bỏ bên mấy
sợ nó để chưa chín mà chín sống hả? Sớm quá. Đi không? Vô đường này được hả? Chỗ này hả? Không? Gì vậy? Có gạo không? Thấy đâu hả? Mày có con lai không? Không sao lắm. 0.5. 0.5. Oh my god, mọi người. Mình bỏ xuống đây cái nó đẩy xuống luôn. Wow. Lấy chưa? Mày nhảy vô đồ hay gì? Vô 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 mọi người ơi. Ngu. Trời không? Vậy đâu ngon thì thôi. Trời không tin được luôn á. Trời nhìn nè. Không. Thôi ăn. Để thử không? Nhưng mà đây là gì không? Không. Trời ơi, wicked roll. Không có người á má. Trời đủ. Trời rớt hộp nè Hân. Xuống nó hứng hơn dư gì đâu.
Trời ơi, tao đi bằng nó luôn rồi Hân ơi. Nó đi chậm hơn tao rồi.